Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư chuyện với Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về phiên tòa phúc thẩm đối với ông Nguyễn Đức Trung, nguyên là chủ tịch thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, thì ông Nguyễn Đức Trung đã có tới 3 vụ án và kết án ông. Thì riêng vụ Phúc thẩm này thì ông Nguyễn Đức Trung à, à, kháng án và ông à, kêu an với cái án à, 8 năm tù đối với việc mà trước đây à, tòa án sơ thẩm đã kết án ông là gọi là lợi dụng quyền hạn và chức vụ để mà gọi là tham nhũng thưa quý vị hoặc là gây à, thiệt hại à, cho nhà nước. Thì vụ việc là có một cái đề án làm cải tạo sông rạch của thủ đô Hà Nội Thì lúc bây giờ ông Nguyễn Đức Trung là chủ tịch thành phố Hà Nội Thì theo những cáo buộc của phía Bên viện kiểm soát Nói rằng là ông Nguyễn Đức Trung lúc bấy giờ làm chủ tịch thành phố Và đã chỉ đạo lập ra công ty con Tức là công ty do vợ ông Con ông điều hành thưa quý vị Thì công ty đó là công ty Arctic Thì được biết rằng Dự án đề nghị mua Chế phẩm của công ty Watchwater Là một công ty ở Đức Thì công ty này được mời về Việt Nam và đã có những cái sản xuất để mà tạo ra sản phẩm làm sạch cho môi trường nước môi trường nước cống rãnh, nước thải vân vân với một cái giá và sau khi họ chế ra tên là Redoxy 3C với cái giá là 8 đô la rưỡi cho mỗi kg thưa quý vị thì chúng ta cũng có thể biết rằng nó giống như là một loại bột đặc biệt rải lên mặt sông hồ hay những ao tù thì nó sẽ kết tủa những cái thành phần cặn bã trong lơ lửng trong nước để mà nó làm cho nước trong lại sạch lại vân vân thưa quý vị thì đã có cái sự thông đồng như thế thì một bên là công ty trách nhiệm của nhà nước chuyên về thoát nước thì công ty này nó mới đề nghị dùng công quỹ của nhà nước để mua sản phẩm của công ty Arctic. Công ty Arctic này là do bà vợ của ông Nguyễn Đức Trung bỏ ra 5 tỷ đồng để lập ra công ty và mượn người khác đứng tên thưa quý vị. Và tòa án sơ thẩm cũng đã kết án những bị cáo liên quan với bản án như là 4 năm 6 tháng tù và 3 năm đối với uh, giám đốc công ty uh, thoát nước của thành phố Hà Nội Còn 4 năm 6 tháng là đối với công ty Arctic Là một công ty được cho là công ty con của ông Nguyễn Đức Trung Và ông Nguyễn Đức Trung thì uh, một mực kiều oan nói rằng là không liên quan Và cái quyết định của ông là chỉ muốn làm uh, sạch đẹp uh, thủ đô Hà Nội v.v. thưa quý vị À, tuy nhiên đó là cái à, lời biện hộ của ông à, Nguyễn Đức Trung cùng với luật sư của ông dài khoảng 100 trăm trang giấy à, tuy nhiên thì à, tòa án phúc thẩm đã xem xét những lời à, mà ông à, Nguyễn Đức Trung kêu oan cùng với những cái à, chứng cứ được trình bày trước tòa thì à, phía gia đình của ông Nguyễn Đức Trung cũng đã nộp thêm à, 15 tỷ để khắc phục hậu quả thưa quý vị. Thì câu chuyện là thành phố Hà Nội đã phải bỏ ra 150 tỷ đồng tiền Việt để mua chế phẩm Redoxy 3C của công ty Arctic và công ty Arctic này thì mua lại của công ty Watchwater của Đức với cái giá là 115 tỷ và bán lại cho thành phố Hà Nội là 150 tỷ thưa quý vị thì cái trò này ở Việt Nam người ta gọi là trò phết phẩy thưa quý vị nâng giá khống lên để bỏ túi kiếm lời nói chung là đục khoét công quỹ một cách trắng trợn qua một cái dự án ở đây không phải là dự án ma nhưng mà là một cái dự án vẽ vời để mà chấm mốc ăn thêm công quỹ khiến cho nhà nước phải lỗ 36 tỷ hơn thưa quý vị. Trong lần xử sơ thẩm thì gia đình của ông Nguyễn Đức Trung đã nộp khắc phục hậu quả là 10 tỷ đồng tiền Việt. Và lần này ở lần phúc thẩm kêu an thì gia đình tiếp tục nộp ngân sách thêm 15 tỷ đồng do tiền vay mượn của bà chị gái của ông Nguyễn Đức Trung cùng với một số người thân nhân bạn bè vân vân thưa quý vị. Tổng cộng là 25 tỷ đồng tiền Việt mà chúng ta cũng biết là vừa nhắc đến là tham ô tham nhũng công quỹ của nhà nước là 36 tỷ. Thì hai bị cáo còn lại quý vị thấy trên màn hình cũng đã nộp khắc phục hậu quả đối với vụ án này. Thì uh, sau khi xem xét những tình tiết uh, thì tòa án Phúc thẩm thành phố Hà Nội đã giảm án cho ông Nguyễn Đức Trung 3 năm. Tổng cộng là trong cái vụ án Redoxy 3C này là ông Nguyễn Đức Trung sẽ ngồi tù 5 năm. Còn các đồng phạm thì cũng được giảm từ 4 năm 6 tháng tù xuống còn 3 năm tù, vân vân, hoặc là 3 năm tù thì cho được hưởng án treo. Thì đó là vụ án đã được xử phúc thẩm thưa quý vị